Bảo Minh chào tất cả các bạn nghe. Thì các bạn ơi, đây là cái ổ mini red ở bên trại Bảo Minh đó các bạn. Nó rất là đẹp luôn các bạn. Màu xám xanh nè. Nhồi đúng không? Tại Bảo Minh sao mà Bảo Minh bỏ vô cái rổ quay nhỉ, chứ bỏ ra ngoài nó chạy sao dí lợn nữa các bạn. Bảo Minh là tách mẹ rồi, tách mẹ là 2-3 ngày rồi. Nó rất là đẹp. Này là màu xám xanh đó các bạn. Đây các bạn mà mua về để giống rồi là rất ok luôn. Thì trong đây Bảo Minh chưa xem được cái nè các bạn, nhưng mà nó rất là đẹp. Này thì hình như có một con đực rồi, ba con cái của mình vừa đó có coi hết một lần rồi, nhưng mà chưa có coi chính xác luôn. Thì như nó có một con đực rồi các bạn, nó rất là đẹp luôn. Này thì thích hợp cho các bạn nào mà để giống đâu các bạn, mua chơi vét rồi nó rất là đẹp. Đàn thú cưng rồi cũng đẹp. Và bọn mình có hai cái Hà Lan này, tại bọn mình để riêng cái rổ các bạn. Đây là cái bé Hà Lan đấy nha, cái màu xám xanh luôn, cũng y chang vậy các bạn. Nhưng mà cái lông của người ta là cái màu Hà Lan nha. Còn mini red là cái lông nhung lông mịn của người ta nha. Còn một bé này thì nó hơi xấu, cho nên bố mình sẽ tặng bé này. Nếu bạn nào bắt hết 2, 4, 5 bé này thì bố mình sẽ tặng một bé này nha các bạn. 6 bé nhưng mà mua 5 bé, trong này có 4 bé mini red, 2 bé Hà Lan. Bố mình sẽ bán một bé Hà Lan này thôi, còn bé kia bố mình sẽ tặng nha. Rồi. Rồi cuối video của mình kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Đây, toàn là màu xám xanh các bạn, kể cả con Hà Lan này cũng màu xám xanh luôn nè. Nó giống như con cái của mình nhập các bạn, nhưng mà cái mặt vuông đẹp luôn nha. Rất là đẹp nha. Rồi bạn nào yêu thích thì inbox của mình nha.